Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có xe đến để nhận hàng đi giao cho tỉnh khác cô chú anh chị. Dạ bây giờ thì 10 giờ trưa nha cô chú. Phía trước thì có người nhà của chị Loan cũng đem hàng ra giao cho anh chủ xe này đến nhận cô chú anh chị. Phía trong thì có chú của Beken cũng rinh hàng ra nha cô chú. Mặc dù chị Loan vắng nhà nhưng mà các anh chị làm cho chị Loan vẫn hoạt động bình thường nha cô chú anh chị. Dạ thì hàng này là hàng chở đi nước ngoài nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là có Bé Bun và Chu Chánh và chú của Bé Ken cũng đi ra bên ngoài nha cô chú anh chị. Bé Bun nhìn rất là dễ thương luôn á cô chú. Dạ thì vừa rồi là chú của Beken cũng giao hàng cho xe đến nhận để chuyển đi nước ngoài cô chú anh chị. Chào Bun nha. Sáng cho Bun. Bé Bun đang ngồi với chú Chánh nha cô chú. Thì chú Chánh là con của dì Tư ruột của chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú anh chị. Hết Bun. Bun. Qua đi lên ông ngoại sao con? Kể cho nghe với. Hả? Qua cái Bun cái kem. Qua đi bên bộ. Sáng nay thì nghe ngoài nhà thấy Bun ngồi chú đó là ai nhà biết không? Chú Chánh á. Hả? Chú Chánh em gì tư ruột và chú là sẽ Vũ Linh á. À. Cái Bun nhảy ra, cái Bun. Rồi phải nhảy. Dạ hiện tại bây giờ thì cũng có hai chị cũng đến thắp hương cho chú là chị Vũ Linh và mua hàng ủng hộ cho chị Loan đó cô chú.
Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quỳnh được phát triển hơn của chú anh chị. Chị Loan bán hàng rất là đắt luôn nha cô chú anh chị, được các cô chú ở nước ngoài cũng rất là yêu thương chị Loan, cho nên là cũng đặt hàng. Vừa rồi thì cũng có chú của Beken cũng đem những thùng hàng ra để bỏ trên xe cho anh lái xe bên bưu chính đó cô chú, cũng chở đi để đi giao qua bên nước ngoài cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có hai cô cũng vừa đến mua rất là nhiều hàng để ủng hộ cho chị Loan luôn á cô chú. Hai cô đến mua rất là nhiều hàng luôn á cô chú anh chị. Dạ thì vừa rồi là chị Loan cũng đi ra ngoài nha cô chú. Bây giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong video tiếp theo nha.